chị Hằng Nga, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ bùn cơ, xinh lắm. Em ước ao ngày nào vượt đường xa tới cùng Hằng Nga. Ta sẽ hái anh sao trời, đàn kết nên đó hoa thật xinh. Ôi, chị làm em mặt bỏ quá, thôi chị cho em gặp chị Hằng Nga đi. Ơ, hay cái cậu này, tôi đã nói rồi mà không hiểu à? Lại đây tôi bảo. Đằng sau quay, tiến lên 3 bước.
không? Vậy cứ tay hở me đó. Mà sao anh lại úp mặt vào gốc cây kia? Bắc thang là lên đến cung mây, là lên đến cung mây. Hỏi sao là sao suốt cuối, phải ấp cây cả đời, phải ấp cây cả đời. Coi dư ở trận trang Basca này có rất nhiều chị hàng và chú cuội. Mỗi tháng cứ đến dịp trăng tròn đến phiên của một chú cuội ra ngồi dưới gốc cây đa để cho các bạn thiếu nhi dưới hạ dưới ngắm. Để cho người ta ngắm thì phải quay mặt ra chứ, sao lại cứ úp mặt vào gốc cây thế kia? Vậy hay là hay nói dối, cuội phải ngồi gốc đa. Vậy hay là hay nói dối.
Và một lần nữa xin được cảm ơn các thành viên trong đội văn nghệ đã không ngại tập luyện vất vả để đem đến cho chúng ta những tiết mục vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay.